Hùng ngỡ ngàng bật ngửa khi gặp lại người tình Diễm Hương sau 30 năm mất liên lạc. Diễn viên Lý Hùng vui sướng chia sẻ với dân Việt rằng anh đã thỏa ước nguyện gặp lại người tình màn ảnh Diễm Hương sau gần 30 năm bị mất liên lạc. Cảm giác bất ngờ và hạnh phúc vẫn còn âm ỉ khiến anh rất xúc động. Chia sẻ với dân Việt, diễn viên Lý Hùng cho biết gần 30 năm vừa qua, anh với bạn Diễm Hương, người đã đóng chung cùng anh hàng chục bộ phim và từng khiến nhiều người tưởng nhầm là vợ chồng, bị mất liên lạc. Diễm Hương theo gia đình sang định cư ở nước ngoài, còn anh vẫn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Mới đây, trong dịp họp lớp diễn viên khóa 1, trường điện ảnh Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, anh đã vô cùng bất ngờ khi gặp lại Diễm Hương. Theo đó, Diễm Hương đã bí mật từ nước ngoài về nước dịp này để tạo bất ngờ cho các thành viên trong lớp. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn trong lớp đều bất ngờ vì sự xuất hiện của Diễm Hương. Lâu, rất lâu rồi không gặp Diễm Hương, nên sự xuất hiện của cô ấy khiến bao người tíu mắt, nói cười, nhắc nhớ bao nhiêu chuyện cũ. Buổi tiệc vì thế mà thật ấm áp, tràn đầy niềm vui. Anh em trong lớp, người kể lại kỷ niệm xưa, người vào bếp nấu ăn, ăn xong rồi lại hát karaoke, mỗi người một bài hát. Riêng Lý Hùng, Diễm Hương, hát xong ca bài, Say You Will, vì đây là bài mà lúc hai chúng tôi còn đang rất nổi tiếng, thường đi khắp các tỉnh, thành phố biểu diễn cùng nhau. Tiệc họp mặt của lớp tan mà không ai muốn về vì cứ lưu luyến vương vấn mãi. Tiệc bắt đầu từ 12 giờ trưa mà đến 8 giờ tối mọi người mới chịu về, diễn viên Lý Hùng chia sẻ. Theo Lý Hùng, Diễm Hương vẫn trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng và dễ thương như thế. Có khác chăng là giờ nữ diễn viên để tóc ngắn và gầy hơn một chút so với trước. Cả hai đã nói với nhau rất nhiều chuyện ngày xưa, ngày xưa. Có những lúc cười không dừng lại được, nhưng cũng có những lúc rơm rớm nước mắt. Diễm Hương có tiết lộ là hiện cô ấy đang sống cùng gia đình ở Mỹ. Cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, các con của cô ấy đã lớn. Thỉnh thoảng cô ấy cũng có về Việt Nam để thăm gia đình, nhưng bận việc này việc kia nên không tiện liên lạc với bạn bè. Chúng tôi chia tay nhau và hẹn năm sau họp lớp sẽ đông vui hơn và nhiều thời gian hơn, Lý Hùng bộc bạch. No!